chào mừng các bạn đã đến với phần tổng kết khóa học của tôi. Trong suốt khóa học của tôi, chúng ta cùng học khá nhiều mẫu tóc, ứng dụng được cả lúc đi làm lẫn lúc khi đi tiệc. Tôi cũng đã hướng dẫn sử dụng các dụng cụ làm tóc cơ bản để bạn tự tạo được kiểu tóc thật nhanh và dễ dàng ngay tại nhà. Tôi đã giới thiệu 16 mẫu tóc, trong đó có những cái mẫu tóc như là mẫu tóc xoăn bay, tóc tết rút, tóc tết lệch, tóc búi lệch, tóc đuôi ngựa rút Hàn Quốc, tóc rút Hàn Quốc dài, tóc tết thác nước, tóc tết công chúa, với cái tóc búi trễ, tóc búi cao, tóc tết đuôi ngựa, tóc xoăn sóng nước ngắn, tóc rút Hàn Quốc ngắn, tóc xoăn ngắn kiểu tết rút, tóc xoăn ngắn, tóc xoăn sóng nước dài búi củ tỏi. Các bạn hoàn toàn có thể tự tạo 16 mẫu tóc này cho chính mình và cho mọi người xung quanh tại nhà. Với những bạn khéo tay hơn một chút, một khi thành thạo 16 kiểu tóc này, các bạn còn có thể kiếm thêm thu nhập bằng việc kinh doanh các dịch vụ làm tóc tại nhà. Sau đây, tôi sẽ lưu ý những điểm quan trọng khi tạo kiểu tóc tại nhà. Điểm đầu tiên là tôi muốn nói chính là lưu ý khi sử dụng máy cuốn xoăn. Trước khi sử dụng máy, các bạn hãy làm cho máy bật máy lên để ở chế độ lóng già, rồi hãy cuốn. Khi cuốn là phải chắc phần ngọn tóc. Và lưu ý thứ hai là khi xịt gôm, các bạn nên chú ý không xịt sát chân tóc, tóc sẽ bị bết. Vì thế, bạn nên chú ý xịt gôm xa để hơi gôm bám vào và tóc không bị bết dính. Lưu ý thứ ba, khi bạn thấy tóc có nhiều dầu thì hãy dùng phấn rôm rắc để phấn hút hết dầu thừa trên tóc, giúp cho tóc tơi ra và không còn bết nữa. Nhiều người còn nhận định rằng phấn rôm giúp làm sạch cảm giác bết nhờn trên tóc, tạo những mái tóc bồng bềnh, sạch sẽ hơn hẳn. Bạn chỉ cần cúi đầu và rũ tóc xuống, rắc đều phấn rôm lên da đầu và chân tóc. Sau đó ta sẽ dùng tay tán đều đến khi không nhìn thấy màu trắng của phấn rôm nữa là xong. Với lưu ý thứ tư, nếu tóc không ăn sóng xoa sóng thì trước khi làm các bạn hãy xịt gôm vào tóc và sấy khô thì hãng quấn, thì khi đấy rất là ăn và giữ được nếp tóc lâu hơn. Và lưu ý thứ năm là khi tạo kiểu tóc với tóc mỏng, bạn lên dập xù chân tóc để tạo cảm giác nó dày dặn hơn này. Dập xù chân là tạo trào lưu đang được nhiều cô nàng rất là yêu thích. Để che giấu được mái tóc mỏng, thiếu sức sống, phần chân tóc dập phía dưới giúp lớp tóc ngoài phồng lên, trông bồng bềnh hơn hẳn. Ưu điểm của cái cách làm này là thao tác rất nhanh và không tốn thời gian. Tóc sẽ được dập đều. Vừa rồi tôi có một số lưu ý với vài điểm chung quan trọng trong chương trình học của chúng ta. Tôi hy vọng rằng những khóa học của tôi sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tự tạo kiểu tóc tại nhà. Những bạn mà có niềm đam mê với làm tóc cũng có thể thông qua khóa học này để chuẩn bị những kiến thức căn bản cho con đường trở thành thợ tạo kiểu tóc chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công trong công việc và cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những khóa học tiếp theo của tôi.